Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin tối nay. Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra một số dự án hạ tầng kinh tế xã hội tại thành phố Thanh Hóa. Các dự án tại khu kinh tế Nghi Sơn chuẩn bị đi vào hoạt động. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 10 tháng 6, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra một số dự án hạ tầng kinh tế xã hội tại thành phố Thanh Hóa. Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và đoàn công tác đã đi khảo sát tuyến đại lộ Đông Tây nối từ thị trấn Rừng Thông huyện Đông Sơn đến đường quốc lộ 1A thuộc địa phận thành phố Thanh Hóa. Đến nay, dự án đã thi công đảm bảo theo quy mô phân kỳ giai đoạn 1 được phê duyệt, song vẫn còn một hộ gia đình tại đoạn đầu nút giao với đường xép chưa đồng ý bàn giao mặt bằng, cản trở không cho thi công hoàn thiện nền mặt đường. Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thống nhất với đề xuất của Sở Giao thông Vận tải về đầu tư công trình cầu vượt đường sắt Bắc Nam để đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ đại lộ Đông Tây theo quy hoạch và phương án đầu tư các hạng mục giai đoạn 2 của dự án nhằm tăng cường kết nối giao thông trong khu vực, tạo thành trục đường liên thông từ quốc lộ 45 đến quốc lộ 1A, tạo điều kiện mở rộng không gian phát triển cho thành phố Thanh Hóa sau khi sáp nhập huyện Đông Sơn. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải thực hiện các bước quy trình đầu tư đúng theo quy định. Yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa thực hiện dự án đầu tư hoàn thiện vỉa hè, hào kỹ thuật, hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước và cây xanh. Các nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2025, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, lên phương án tiêu thoát nước cho khu vực phường Phú Sơn do cốt đường đại lộ Đông Tây cao hơn mặt bằng khu dân cư. Kiểm tra tình hình thực hiện dự án mở rộng đại lộ Lê Lợi, đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đống, thành phố Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh, đây là trục giao thông xương sống của thành phố Thanh Hóa, kết nối với nhiều tuyến giao thông quan trọng của tỉnh. Do vậy, thành phố Thanh Hóa phải tập trung nguồn lực để tổ chức thực hiện. Về tình hình thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm văn hóa tỉnh tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ quyết toán khối lượng thi công dự án tại điểm dừng kỹ thuật để báo cáo UBND tỉnh. Thành phố Thanh Hóa tập trung nguồn lực thực hiện phương án di dân tái định cư đối với 268 hộ trong phạm vi dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với tập đoàn Sun Group để nghe báo cáo về quy hoạch khu công viên văn hóa xứ Thanh tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa. Hôm nay, đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng đã kiểm tra tình hình thực hiện công tác văn thư lưu trữ của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Theo báo cáo của Văn phòng Tỉnh ủy, sau 5 năm triển khai thực hiện quy định số 66 của Ban Bí thư về thể loại, thẩm quyền, ban hành văn bản của Đảng và các quy định văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, đến nay 100% văn bản tài liệu chính thức trừ văn bản mật của các cơ quan Đảng được gửi nhận trên môi trường mạng, 80% cán bộ công chức thực hiện được quy trình xử lý văn bản và lập hồ sơ điện tử trong môi trường mạng, 90% tài liệu được chỉnh lý, hoàn chỉnh và bảo quản trong kho lưu trữ Tỉnh ủy. 100% tài liệu lưu trữ bị hư hỏng được tu bổ phục chế đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng ở Thanh Hóa đối với công tác văn thư lưu trữ. Để công tác văn thư lưu trữ đi vào nền nếp hơn nữa trong thời gian tới, đồng chí Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đề nghị tỉnh Thanh Hóa cần quan tâm hơn nữa đến việc số hóa các văn bản, xây dựng kho lưu trữ điện tử nhằm tăng tính bảo mật văn bản và tiện lợi trong việc tra cứu. Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn diễn tập phòng thủ tỉnh vừa đi kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ tại huyện Triệu Sơn. Kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai tại các xã Bình Sơn, Thái Hòa và kiểm tra hồ sơ của huyện Triệu Sơn, đoàn kiểm tra ghi nhận các địa phương đã chủ động chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Mỗi địa phương đều bố trí các kho chứa vật tư dự trữ tại các địa điểm thuận lợi và chuẩn bị các loại vật tư theo chỉ tiêu kế hoạch được giao. Các địa phương có công trình hồ đập, đê điều sung yếu đã lập phương án đảm bảo công trình trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, qua kiểm tra cũng cho thấy, tại kho của một số địa phương vẫn còn vật tư cũ hỏng, không đảm bảo chất lượng. Tại xã Thái Hòa, mặc dù chỉ tiêu huyện Triệu Sơn giao cho xã là 100 giọ thép, nhưng kiểm tra thực tế chỉ có 25 giọ. Tại xã Bình Sơn, địa phương không chuẩn bị một số loại vật tư như vồ để đóng cọc tre, dao búa. Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và diễn tập phòng thủ tỉnh đề nghị huyện Triệu Sơn phải ra soát lại phương án phòng chống thiên tai của các địa phương theo hướng cụ thể, rõ ràng, khả thi. Tăng cường tuyên truyền, tập huấn, nâng cao kỹ năng cho nhân dân và lực lượng xung kích phòng chống thiên tai để ứng phó chủ động, kịp thời khi có tình huống. Chuẩn bị đầy đủ vật tư phương tiện, lực lượng theo chỉ tiêu được giao cả về số lượng và chất lượng. Đề nghị huyện Triệu Sơn chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đê điều, hồ đập, đảm bảo đạt cao trình phòng chống lũ trước mùa mưa bão, tổ chức phát quang mái đê, khơi thông giải tỏa ách tắc dòng chảy các con sông, tổ chức trực ban và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định.
Bản tin cuối ngày sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, trong gần 3 năm trở lại đây, dịch bệnh COVID-19 đã khiến hoạt động đầu tư xây dựng bị ảnh hưởng. Song tỉnh Thanh Hóa vẫn nằm trong top các tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư. Các dự án khi triển khai trên địa bàn tỉnh đều được hỗ trợ để hoàn thành đúng kế hoạch. Nhờ việc tập trung mọi điều kiện tốt nhất, triển khai cùng lúc nhiều mũi thi công, nên mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, chỉ sau hơn 18 tháng, nhà máy xi măng Đại Dương 1 đã được hoàn thành và chuẩn bị đi vào vận hành trong tháng 6 này. Công ty cũng đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy 2 để đưa toàn bộ nhà máy vào vận hành vào cuối năm 2023. Sau tầm khoảng 10 tháng, chúng tôi sẽ đốt lò của giai đoạn 2. Hai lai thì ở đây tầm gần 1.000 người, tạo điều kiện công ăn cho người địa phương ở đây. Là hầu như là người địa phương ở tỉnh Thanh Hóa này lên đến 80%. Một dự án lớn khác tại khu kinh tế Nghi Sơn cũng đã hoàn thành thi công là dự án nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2. Đơn vị cũng đang chuẩn bị những khâu cuối cùng để vận hành thương mại toàn bộ nhà máy. Với công suất thiết kế 1.200 MW, dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng nhu cầu điện cho công nghiệp và sinh hoạt, đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Việc ngày càng có nhiều dự án lớn đi vào hoạt động không chỉ khẳng định môi trường đầu tư an toàn hiệu quả tại tỉnh Thanh Hóa, mà còn đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong thu hút đầu tư vào địa bàn. Hôm nay, Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phối hợp cùng huyện đoàn Thường Xuân tổ chức chương trình tình nguyện khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trẻ em và nhân dân xã Thọ Thanh, khánh thành và bàn giao nhà khăn quàng đỏ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân. Đoàn tình nguyện đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 lượt đối tượng là trẻ em, người già, gia đình chính sách và nhân dân, tặng quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên cho học tập trên địa bàn xã Thọ Thanh. Đoàn đã tổ chức khánh thành và bàn giao nhà khăn quàng đỏ và tặng một số vật dụng sinh hoạt cho gia đình em Hà Thanh Tùng, là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học tập tốt tại thôn Ruộng, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân. Công trình do Đoàn Thanh niên Ngân hàng hợp tác phối hợp cùng Chi đoàn Thanh tra tỉnh tài trợ, tổng trị giá hơn 70 triệu đồng. Đây là những hoạt động góp phần chăm lo động viên các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực học tập rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội. Sáng nay, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức hội nghị khoa học Tuổi trẻ sáng tạo và tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022. Trong năm học 2021-2022, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Hồng Đức diễn ra khá sôi nổi, đồng đều ở các khoa, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Trong năm có 98 đề tài nghiên cứu khoa học do sinh viên Trường Đại học Hồng Đức thực hiện với nhiều đề tài phong phú, mang tính ứng dụng cao và triển khai ở hầu hết các lĩnh vực đào tạo của nhà trường. Các nghiên cứu khoa học tập trung vào các nhóm nghiên cứu cơ bản, khoa học giáo dục, khoa học tự nhiên, nông lâm ngư nghiệp, nghiên cứu ứng dụng công nghệ kỹ thuật, công nghệ thông tin, tin học, trong đó nhiều đề tài có tính ứng dụng cao vào thực tiễn đời sống. Năm học tới, Trường Đại học Hồng Đức sẽ phấn đấu có từ 1 đến 3 đề tài đạt giải sinh viên nghiên cứu khoa học cấp bộ, khối ngành và đạt nhiều giải cao trong các hội thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, hội thi aerobic trong sinh viên. Ban giám hiệu Trường Đại học Hồng Đức đã trao giấy khen và phần thưởng cho 39 nhóm sinh viên có công trình nghiên cứu khoa học đạt giải cấp trường, gồm 6 giải nhất, 8 giải nhì, 13 giải ba, 12 giải khuyến khích. Sáng nay, thành phố Sầm Sơn đã tổ chức lễ hội bánh chưng bánh dày tại đền Độc Cước. Đây là lễ hội truyền thống của người dân Sầm Sơn, được tổ chức vào ngày 12 tháng 5 âm lịch hàng năm. Lễ hội bánh chưng bánh dày mang đậm dấu ấn riêng về văn hóa tâm linh của Sầm Sơn, đồng thời nhắc nhớ truyền thuyết hoàng tử Lang Liêu sáng tạo ra bánh chưng bánh dày làm lễ vật dâng lên vua Hùng. Lễ hội cũng tôn vinh thần Sơn Tiêu Độc Cước Tối Linh, nhân vật biểu tượng của cư dân vùng ven biển nói chung và cư dân Sầm Sơn nói riêng, vừa củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, vừa khơi dậy hồn thiêng sông núi. Bên cạnh phần lễ được tổ chức trang trọng, thành kính, lễ hội còn có nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn như chương trình nghệ thuật, ca ngợi vẻ đẹp, sự đổi thay của thành phố biển Sầm Sơn, phần thi làm bánh dày giữa các phường xã trên địa bàn, thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo nhân dân và du khách. Tất cả các công đoạn làm nên chiếc bánh dày truyền thống được các đội thi tái diễn chi tiết, sinh động, thể hiện sự khéo léo, sức mạnh và tinh thần đoàn kết của người dân Sầm Sơn trong đời sống và lao động sản xuất. Cùng với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc khác, lễ hội bánh chưng bánh dày đang góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm phục vụ du lịch của thành phố Sầm Sơn, từ đó tạo nên hình ảnh một đô thị du lịch biển văn minh hiện đại nhưng vẫn đậm đà nét văn hóa truyền thống. Bản tin cuối ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.